Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Himalaya, Mã Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ đêm đẹp. thưa quý vị mỗi ngày chỉ cần một đến hai viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888-688-2999. The Chimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping 1888 Đây là chương trình là Chimmy Show Chimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời tất cả mọi người đến với chương trình của Chimmy tuần này. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người MC, một người luật sư rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại mà chúng ta đã yêu mến anh trong một thời gian rất dài. Kính thưa quý vị, đó là luật sư MC Trịnh Hội. Em xin chào anh. Chào em. Xin chào quý vị và Trịnh Hội cũng không không dám nhận là mình đã được yêu mến lâu dài bởi vì được yêu mến lâu dài có nghĩa là mình rất là già. Dạ vâng, mà già thì trình ngồi nghĩ là không ai thích thành nữ giờ dạ muốn rồi. được trẻ <laughs> ai lại không thích được, được trẻ phải không quý vị nhưng mà dạ yeah. à, không không trẻ bằng anh này <laughs> à, hôm nay cũng là lần đầu tiên hai anh em mình ngồi để tâm tình cùng That's với khán right. giả nhưng mà kính thưa quý vị Jimmy nhớ nhớ lắm một cái lần đó là Jimmy đi thi hát cái trung tâm y thì anh Trịnh Hậu là người MC và giới thiệu Jimmy lên Oh really? Oh, mà khi nào ngày hôm, vậy? Hôm, uh, hồi cách đây khoảng 2 năm, 2-3 năm uh -huh. Ở bên uh, Boston ở Connecticut. Boston, All yeah. right, okay. À, chắc là và chương trình uh... Asia Dream Voice. I see, it. yeah, 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 yeah. Okay. Em mặc đồ lính em hát. All right, okay. All right. Mà hôm nay lại được phỏng vấn anh nữa là All một cái right. điều rất là vui trong ngày. Um, thưa anh, um, người ta nhớ đến Trịnh Hội là nhiều phần là MC, uh -huh. nhưng mà em muốn hỏi anh là bởi vì em ngưỡng mộ anh là ở vai trò là giúp đỡ những người thuyền nhân Việt Nam. Uh -huh. Xin anh cho khán giả được biết là anh bắt đầu làm với công việc bắt ái giúp thuyền nhân Việt Nam từ năm nào? ạ? Uh, xin chào uh, Jimmy và cảm ơn Jimmy hỏi câu đó. Uh, cũng thưa với quý vị là Trịnh Hội nghĩ rằng uh, câu chuyện tị nạn Việt Nam là một câu chuyện Trịnh Hội nói dài, nói dài, nói dở nhưng mà vẫn phải nói. Và nói uh, từ lúc uh, năm 21 tuổi, uh, năm đó là năm 91, Trịnh Hội sinh năm 70. Thành thử là vào năm 91 thì 21 tuổi và đã có dịp đi qua Hồng Kông làm việc uh, giúp đỡ những người tị nạn. Lúc đó thì đang đi học thôi uh -huh. và cho đến bây giờ thì cũng trên 20 năm rồi. Wow. Yes. Vậy là anh giúp đỡ những thuyền nhân Việt Nam ngay những cái ngày mà sôi nổi nhất của Cưỡng Bắc Hoài Hương. À đúng vậy. À, yeah. Cái thời kỳ nó gọi là à, cao điểm của chương của phong trào thuyền nhân Việt Nam đó. Là vào năm 91, 92 thì lúc đó ở Hồng Kông có trên 100 000 người Việt wow. thuyền nhân. Uh -huh. Thì lúc đó đúng là anh có mặt ở đó. Yeah. À, và thường thì người ta làm luật sư, người ta muốn được làm cho luật sư đại diện cho những công ty lớn của Mỹ hoặc là ở Úc để người ta có thêm thu nhập. Thì tại sao anh lại làm những công việc um, vô vị lợi, không có tiền nhiều mà là anh lẫn làm công việc đó? Anh cho biết cái lý do. Um, lý do lớn nhất uh, Jimmy là tại vì lúc đó anh làm việc cho cái hãng luật lớn nhất của Mỹ. À, tên là Baker McKenzie sau khi anh ra trường vào năm 95 thì à, anh được à, cái cái công ty luật Mỹ gọi là Baker McKenzie vô nhận làm ở Sydney à, nhưng mà làm một thời gian thì rất là chán anh làm được gần 2 năm thì cảm yeah. thấy rất, rất, chán trong khi đó thì 4 năm trước đó à, trong lúc anh còn đi học thì mỗi cái mùa hè thì anh đi sang Hồng Kông làm việc trong các trại tị nạn và mình cảm nhận được rằng là Um, cái công việc uh, ngoài cái công việc nhàm chán ở Sydney ra thì cái công việc uh, giúp đỡ thường nhân nó lại mang rất là nhiều ý nghĩa và nó mang lại rất là nhiều hạnh phúc cho mình và đó là lý do tại sao mà đã quyết định đi làm uh, việc uh, giúp đỡ thường nhân bởi vì thưa với quý vị là đầu tiên trình hội cũng phải thú nhận đó là um, không phải là tại vì mình muốn hy sinh hay là mình muốn giúp đỡ đồng bào của mình cái lý do lớn nhất là bởi vì trịnh hội cảm nhận được rằng là làm cái công việc mà luật sư hàng ngày nó rất là chán thành thử trước tiên là trịnh hội muốn đi tìm hạnh phúc cho mình mà cái hạnh phúc đó đến được từ công việc giúp đỡ người tị nạn sau đầu tiên là tại vì anh thích công việc đó ừ, dạ vâng và khi mà làm việc tại cái trại tị nạn như ừ. vậy thì có những cái kỷ niệm nào mà anh không thể nào quên được khi mà nhắc lại không kỷ niệm mà em muốn kỷ niệm buồn, buồn hay vui em à, tại buồn cũng nhớ nhiều mà vui nó cũng nhớ nhiều em thấy anh lúc nào cũng vui thôi mình nhắc kỷ niệm buồn đi Oh oh my god mình tưởng là mình vui mình um, chuyện, buồn hả wow chuyện buồn anh nghĩ là chuyện lớn nhất mà làm cho anh nhớ nhất là vào năm 98 khi mà anh sang bên mới sang phi mới sang phi luật tân lúc đó được có một năm thôi trình hội sang phi luật tân năm 97 và à, một cái người à, con lai mỹ là client của mình là một người mình đang cố gắng giúp đỡ hồ sơ đã tự tử chết oh, wow. và để lại uh, thằng bé tên là minh à, lúc đó minh 4 tuổi và minh đã không biết gì tại sao ba tự tử chết tại mới 4 tuổi à, và anh vẫn luôn luôn nhớ cái ngày mà mình uh, đi uh, đám ma chôn minh và uh, chôn dũng uh, là ba của minh và minh uh, tròn hai con mắt nhìn mọi người là không biết tại sao mọi người buồn khổ quá yeah, đó là kinh nghiệm buồn nhất dạ yeah, vâng à, đó là một kinh niệm mà em nghĩ là chắc anh bây giờ sẽ không bao giờ quên được phải không à, bởi vì anh không quên được thành thử <laughs> minh là người à, con tị nạn duy nhất mà anh à, làm giấy bảo trợ nhận làm con nuôi và bảo lãnh sang úc okay. đứa, đứa con đứa con đầu tiên của anh á là đứa con nuôi nhận là con của một à, còn lai Mỹ còn lại... đi qua Úc và hiện giờ vẫn sống ở Úc. Vâng, ừ. Dạ vâng. À, và được biết rằng là cái công việc mà anh giúp người tiền nạn tới ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Nó sẽ không chấm dứt uh, Jimmy uh, cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam của mình được tự do dân chủ. Uh, anh đã có từng uh, chia sẻ trên sân khấu của uh, Asia uh, hành trình tìm một giấc mơ cách đây cũng phải 2 3 năm về trước. Đó là ngày nào mà đất nước của chúng ta vẫn còn À, đàn áp à, những người bất động chính kiến, vẫn còn bỏ tù à, những luật sư, những người bloggers mà quan tâm đến vận mệnh của đất nước thì ngày đó, à, câu chuyện tị nạn Việt Nam vẫn không thể nào chấm dứt được. À, anh nghĩ, thật sự anh nghĩ cái điều này thì nó cũng mới nhận xét, à, nhận ra cách đây chỉ vài năm thôi. Chứ trước đây anh luôn nghĩ rằng là hết chuyện tị nạn rồi, à, những thuyền nhân Việt Nam hết rồi là hết chuyện tị nạn, nhưng mà không. À, rõ ràng nó không phải và cho đến ngày hôm nay à, có lẽ là jimmy cũng nhớ rằng cách đây vài tuần khi mà jimmy liên lạc với anh để jimmy nói là jimmy muốn phỏng vấn lúc đó là anh đang ở bangkok Oh yeah. à và anh lúc đó vẫn đang à, ở văn phòng ở bangkok để giúp đỡ những người tị nạn bên đó những người tị nạn Thế... từ việt nam đào thoát sang um, thái lan đúng vậy dạ yeah. yeah, vâng và thì nếu mà bây giờ nhìn lại thì ước lượng khoảng bao nhiêu còn kẹt lại ở bên thái lan thưa anh người việt nam mình um hiện giờ mình không có ai có một con số chính thức thưa quý vị nhưng mà uh, có một số nhóm người Việt xin uh, tị nạn bên Thái Lan ừ. bao gồm khoảng 1.000 người nhưng mà đó chỉ là ước lượng mà thôi chứ đó không phải là con số chính xác dạ, vâng. ừ. và được biết rằng là cách đây vài năm thì thấy anh trên y ra có nói ừ. về những cái nhóm tổ chức xã hội nhân sự ừ. xin anh cho khán giả biết thêm về cái xã hội nhân sự là như thế nào ạ? Wow, tiếng uh, anh uh, xã hội dân sự đó là civil Society Uh, thí dụ giống như ở đây có những cái hội đoàn uh, hội đoàn uh, thí dụ như là không quân hoặc là hội đoàn uh, người huế hội đoàn uh, voice chẳng hạn uh -huh. voice uh, mà tổ chức mà anh thành lập cũng như là hiện giờ điều hành đó uh -huh. là một tổ chức xã hội dân sự uh, Nó là non profit organization uh -huh. tiếng anh nó gọi là non government organization hoặc là civil society organizations uh, thì dĩ nhiên ở những đất nước tự do dân chủ thì chúng ta luôn có những hội đoàn là non government là không liên quan gì đến chính phủ bởi vì chính phủ nó không thể nào lo tất tần tật tất cả mọi chuyện ừ. rõ ràng là câu chuyện tị nạn việt nam hồi đó đâu phải là chỉ chính phủ mỹ lo nó ừ. còn có cao ủy tị nạn liên hợp quốc nó còn có iom nó còn có uh, U, um, uh, những tổ chức như là uh, jrs hoặc là um, sau này là có voice ừ. thì ở những đất nước tự do dân chủ cái vai trò của người công dân rất quan trọng họ có thể góp phần À, phản biện lại tiếng nói của chính phủ hoặc là góp phần làm một công việc gì đó mà chính phủ không thể làm nổi ví dụ như anh à, quý vị có thể để ý rằng là à, trong cái à, cái cái à, vấn đề bão vừa rồi à, ở Harvey phải không thì ngoài việc chính phủ mỹ là à, giúp đỡ cứu hộ cứu nạn có rất nhiều người bỏ bỏ tay vào để giúp đỡ như là Red Cross chẳng hạn là ngay cả khi mà đại SB10 hoặc là trung tâm Asia mỗi người đều góp một bàn tay. Thì trong một đất nước dân chủ đó những hành động đó là những hành động luôn được đề cao, luôn được ngưỡng mộ nhưng không phải ở Việt Nam. Ở Việt Nam là chỉ có chính phủ Việt Nam làm mà thôi, không ai có quyền nói vô nó ra về bất kỳ vấn đề nào cả. Và đó là vấn đề mà nếu mà ai nói đôi nó ra thì cho vào khám à, dĩ nhiên không nói vô nó ra mà nó vô á thì không cho vô khám nó ra mới là cho vào nó ra thôi <laughs> dạ vâng à, rất cảm ơn anh đã chia sẻ về những cái câu chuyện đó và sau một vài phút thương mại thì mc và luật sư trịnh hội cùng với thái Nhật sẽ trở lại với tất cả mọi người Rất cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ bằng ảnh của chương trình là Chimmy Show. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với luật sư MC Trịnh Hội. À, thì anh lúc nãy nghe anh nói thật nhiều về những công việc bác ái giúp cho những thuyền nhân Việt Nam bây giờ vẫn còn kẹt ở bên uh, Thái Lan. Uh -huh. Thì uh, em uh, được biết rằng là cách đây khoảng gần 10 năm thì thấy anh cũng có uh, về Việt Nam uh -huh. và cũng như là sau đó về lại Mỹ thì lại thấy anh bị bên Việt Nam không cho về, bị cấm đoán. Uh -huh. Xin nói thêm về cái khoảng thời gian đó. Right. Wow, à, vào năm 2007 thì à, lúc đó anh được một cái à, công ty tư vấn lớn của anh Nó tên là Ernst Young à, Nó mời về Việt Nam làm việc Cũng như là lúc đó anh có vợ, có con Và cần có một công việc chính thức Thì à, công ty Ernst Young nó nhận và nó chuyển về Việt Nam Thì hồi ngày xưa thì anh cũng về Việt Nam làm rồi Nhưng mà tại lúc đó chưa nổi tiếng thì không ai biết <laughs> Vào năm 97 thì à, sau khi mà anh làm việc à, Trước khi mà anh qua Phi đó là anh đã làm việc ở Việt Nam là một công ty của úc nó mướn anh rồi sau đó nó chuyển nó nó, nó transfer anh về hà nội làm để làm ở hà nội một năm rồi bị đuổi đi Ờ oh. à, là bởi vì chính phủ việt nam đã tìm hiểu ra được là trước khi anh về việt nam là anh đã làm việc tị nạn của hồng kông và oh. họ không thích oh. những câu chuyện đó rồi sao bị đá bị đá ra sao mới đi qua phi làm việc yeah. thì làm việc ở phi 10 năm yeah. thì đến năm 2007 khi mà anh xong công việc ở bên phi thì anh phải đi xin một cái công việc mới chứ phải không? Thì à, lúc đó thì công ty Ernst Young nhận và nhận vô à, và họ chuyển về văn phòng ở Sài Gòn làm. Nhưng mà làm trong vòng một năm thì dĩ nhiên à, chính phủ Việt Nam lại điều tra và thấy à, thằng Trinh Hội này ngày xưa nó làm chuyện tiền nạn bên phi. Thế là đuổi ra lần nữa. Okay. Và thế là từ năm 2008 cho đến bây giờ anh chưa bao giờ về lại được Việt Nam. Yeah. Ừ. Và nếu bây giờ mà có chính quyền cởi mở hơn mà mời ừ. anh về hoặc một có cái gì đó, anh có về không? Anh thứ nhất là anh không nghĩ họ sẽ mời anh về uh -huh. à, bởi vì công việc của anh hiện giờ nó còn nhiều hơn là công việc tị nạn ngày xưa uh -huh. ngày xưa anh làm câu chuyện tị nạn việt nam là một trăm yeah. còn bây giờ chuyện tị nạn anh chỉ làm chừng hai mươi phần trăm tám mươi phần trăm là anh dành thời gian cho phát triển xã hội dân sự việt nam giúp đỡ các tù nhân lương tâm việt nam uh -huh. và vì vậy càng có nhiều lý do hơn để ngày chính phủ việt nam không cho anh về yeah, vâng. nhưng để trả lời câu hỏi của Jimmy nếu như thưa với quý vị chính phủ việt nam chấp nhận công việc của trình hỏi hiện giờ thì trình hỏi dĩ nhiên cũng phải sẽ về thôi nhưng sẽ không bao giờ thay đổi công việc của trình hỏi vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ phát triển xã hội dân sự Việt Nam và nếu như họ chấp nhận được điều đó thì trình hỏi sẽ về. Dạ yeah, vâng, cảm ơn anh với những cái lời nói rất là hay vừa rồi và chúng ta sẽ cùng ngưng câu chuyện tị nạn một này chút xíu okay. để chúng ta cùng bước vào một cái chương trình cũng rất là hay đó là được biết anh cộng tác với trung tâm ira uh -huh. là đầu tiên là trong mùa hè rực rỡ thì phải hai uh nghìn -huh. lẻ bốn à 2004 hai nghìn lẻ bốn, mà tới năm nay là cũng mười mấy năm 13 rồi mười ba năm rồi, mười ba năm rồi. thì uh, trong suốt cái quá trình mà hợp tác với trung tâm ra đó thì anh có có cái kỷ niệm nào mà anh khó quên được? Wow trong cái kỷ, vấn niệm, đề... kỷ niệm vui hay buồn? Cái này là vui đi, <cười> 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 kỷ niệm vui à? ôi trời ơi vui thì quá nhiều, uh, vui rất nhiều thưa với quý vị uh, phải công nhận rằng là uh, cũng cũng rất là uh, khá là buồn cười là cái công việc MC của anh á là anh không bỏ nhiều thời gian ra tại phần đông là anh đi làm luật sư cho anh không làm MC nhưng mà nhiều người lại biết anh về MC hơn là làm công việc luật sư à, có lẽ là bởi vì cái đời nghệ sĩ đó nó có rất nhiều chuyện à, lý thú à, vui nhất hả anh nghĩ vui nhất là khi um, vào khoảng chừng năm lẻ xấu trước khi mà anh về lại Việt Nam đi làm đó thì anh đã có dịp về lại Việt Nam rất nhiều lần để phỏng vấn à, những người như là nhà thơ Hữu Loan mà bây giờ đã mất rồi à, nhà thơ Hoàng Cầm mà bây giờ cũng mất rồi anh vui là bởi vì anh đã có dịp gặp lại với những người à, những người giỏi nhất của nền văn học Việt Nam thời ngày xưa ngày xưa à, đã có dịp mắt thấy tai nghe và anh vui là anh đã nghe được à, những câu chuyện Uh, về họ và học được rất nhiều điều về họ yeah. đó là làm điều anh điều làm anh vui nhất Dạ yeah, vâng, à, em thì có theo dõi anh trong các cuốn DVD của Asia thì yeah. thấy anh đã phỏng vấn rất rất nhiều những nhạc sĩ tài hoa yeah. Và mình đôi khi mình ước ước gì mình giống như cái ông này, mình phải đi <laughs> phỏng vấn hết những người đó Mà thực sự bây giờ những nhạc, nhạc sĩ đó đã đi xa yeah, hết rồi yeah. Dạ vâng, yeah. và thấy anh làm những cái documentary cũng như là phỏng vấn nhạc sĩ rất là nhiều và chặt chẽ với Asia như vậy Thì đùng một cái tới năm 2007 trong uh -huh. cuốn Asia 54 uh -huh. thì lại không thấy anh xuất hiện trên Asia Tại lúc anh làm việc ở Việt Nam à ok luôn ừ, làm việc phải đi làm, làm full time ở yeah. lúc đó thì cái vai trò luật sư và vai trò đi kiếm tiền của một ông chồng nó nó quan trọng hơn là đi làm mc vui à và khi mà anh về lại việt nam thì làm sao cho làm cho Asia ra được nữa đúng là như vậy và được biết rằng là những năm gần đây thì anh đã cộng tác lại với Asia. ra yep. và đặc biệt là trong cuốn Asia ra số 80 mới nhất bây giờ thì anh sắp sửa sắp à, vâng à, cuốn 80 là sắp sửa được cho ra đời trong vài tuần sắp tới à, nó gọi là the beginning là một làn gió mới được bắt đầu thì à, trong cuốn DVD đó có nếu quý vị được coi và nếu mà jimmy được coi đó thì à, có một số gương mặt cũ như là của chị hoàng oanh Chính. chị thanh thúy chị à, phương hồng quế yeah. nhưng mà cũng có những gương mặt rất là mới uh -huh. à, có một anh chàng nó tên là ảnh tên là tên gì đó như là nguyễn hoàng nam hát dân ca rất hay biểu diễn rất tài tình nó làm cho trình hội rất là ấn tượng thịnh trình hội thường là thích nghe nhạc à, sống động à, vui nhộn nhưng mà cái anh này nó lên hát nhạc dân ca thì mà 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 mc Thùy dương hát dân ca cũng khá là giỏi luôn đó nữa là rất là anh anh cảm thấy rất ấn tượng với cái hai người đó là là mc Thùy dương với lại cái anh anh chàng trẻ là nguyễn hoàng nam um, và một điều nữa mà hôm nay không biết anh bật mí được không? Xin mời anh. OK. Yeah. Trong cả một cái chương trình đó, anh nhớ là anh có quay lại một cái video duy nhất của một người ca sĩ. OK. Bởi vì à, người ca sĩ đó hát một nhạc phẩm mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ và phải nói nói là cái nhạc phẩm nhạc phẩm đó nó, nó tuyệt vời, nghe rất là đã. Thật thử là khi mà anh quay lại cái video đó đó, là anh quay lại cho anh cho anh xem thôi mà cái âm thanh nó không có nó không có hay tại vì âm thanh mình mình quay ở, ở sân sau sân khấu mà but it was great anh, anh vẫn đợi cho cái sắp sửa nó tới đây nè để mà xem chính mình nè nghe lại được cái bài hát đó do nữ ca sĩ hồ hoàng yến hát hồ hoàng yến thì uh, sexy là chịu không nổi rồi không phải nói rồi nhưng mà hát đúng cái, cái giống như là cái bài hát nó tìm được người hát đó chimmy có cảm cảm thấy là đôi khi đó là một cái bài hát đó nó phải chọn đúng được cái người đó hoặc cái người đó chọn được đúng bài đó nó mới làm nên tên tuổi của bài hát lẫn người hát chính xác yes dạ. thì cái bài đó trịnh hội nghĩ sau này sẽ nổi tiếng dạ vâng và anh hơi bật mí là tên bài hát là gì anh nhớ không đó không? không nói <laughs> để quý vị tò mò chỉ, chỉ cho quý vị biết rằng đó là nhạc phẩm mới nhất của anh trúc hồ wow. và do hồ hoàng yến hát wow, vậy thì quý vị nào mà đang xem show này là phải gọi trước cho Asia để order. That's right, chỉ có bài hát thôi nó đáng đồng tiền bát gạo rồi. <cười> <cười> no seriously, nói <Not cười> thật với em là một khi mà mình đã tìm được một bài hát <laughs> do chính người ca sĩ đó hát rồi thì bao nhiêu nó cũng đủ. phải không? Yeah. yeah, vâng. Yeah. Um, thì như em có nói lúc nãy thì anh đã cộng tác chặt chẽ với Asia những thời gian trước và gần đây cũng vậy. Thì bên cạnh những cái tháng ngày rất là huy hoàng của Asia thì gần đây thì Isa ừ. có những cái tay như là những cái tiếng không hay và ừ. cũng như là có nhiều cái dư luận. Ừ. Xin anh uh, cho biết thêm là bây giờ với một người nghệ sĩ thì anh có một cái lời cầu chúc gì cho Asia vượt qua những khó khăn hiện tại? À, lời cầu chúc dành cho Asia? Ừ. Không, anh nghĩ là anh không có lời cầu chúc. Ừ. Anh chỉ nghĩ rằng là những người uh, đang lèo lái uh, cho Asia yeah. uh, mà nói điển hình nhất là chị Thi Vân, yeah. uh, con chim đầu đàn của Asia. Uh, anh nghĩ rằng là chị thi Vân đã qua nhiều sóng gió thành được yeah. cái này chỉ là một cơn sóng khác thôi uh -huh. không phải là một cái cơn sóng lớn uh -huh. à, cái điều quan trọng đó là à, tất cả đều là chuyện thị phi đối yeah. với anh đều là chuyện thị phi và giống như là cách đây hai ba hôm mà anh nam lộc và một số người nữa báo cho anh biết rằng là à, có tin đồn là anh và thùy dương đã rời khỏi ấy uh -huh. ủa hồi nào trời <laughs> chính mình mình cũng không biết luôn um, so đối với anh nó đều là những tin đồn thất thiệt uh -huh. um, nó chỉ chứng tỏ được một điều là a à, thì ra người ta vẫn còn quan tâm đến mình ngày nào mà không còn tin đồn cho isa về isa hoặc là tin đồn về trúc hồ hoặc là tin đồn về trình hội ngày đó là ra hết hết thuốc rồi đó <laughs> so, uh, xin quý vị uh, nếu có thể thì uh, tiếp tục ủng hộ isa ủng hộ đường lối isa isa vẫn không thay đổi và sẽ ra sẽ tiếp tục uh, tạo ra những uh, gương mặt mới những tài năng mới ở hải ngoại và đem đến À, với quý vị à, những à, thức phim những dòng nhạc à, không những là của anh trúc hồ không mà của những người đã ra đi trước đây như là anh việt dũng anh trầm tử thiên và rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho asia và không để ý đến những câu chuyện thị phi hoặc là nếu để ý đến những câu chuyện thị phi à, để hiểu rõ hơn rằng là đó chỉ là những chuyện thị phi dạ vâng rồi cảm ơn anh hôm nay em xin được thay mặt khán giả cảm ơn anh Trịnh Hội đã góp mặt trong chương trình Jimmy Show của em và nếu quý vị nào đang xem show này thì quý vị có thể liên lạc ngay với Trung tâm Asia để order cuốn DVD mới nhất số 80 Beginning Làng Gió Mới và xin mời anh có vài lời cuối với khán giả Vâng, à, xin chào quý vị à, và rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Trịnh Hội nói riêng và à, Trung tâm Asia nói chung à, và cũng mong là quý vị à, sẽ để tâm và nghĩ rằng là đất nước của chúng ta hiện giờ đang còn rất nhiều điều cần thay đổi, và mỗi người trong chúng ta đều có thể giúp một chút nào đó để đất nước của chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, tự do hơn, và dân chủ hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, xin cảm ơn anh, và xin cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong The Jimmy Show tuần sau.